Diệu Nhi à? Gái hy vọng, gái hy vọng. À Lan Ngọc à? Ờ, anh đã nói gì đến tên đâu nhở? Diệu Nhi hay Lan Ngọc đây? Đây, chị nào đây? Có vẻ là Ninh Dương, Lan Ngọc rất thích làm trưởng nhóm. Và anh chúc mừng em luôn, em chính là trưởng nhóm đầu tiên. Còn gì bằng nữa mọi người. Và bây giờ Ngọc đã biết cảm giác của đội trưởng là như thế nào rồi mọi người ơi. Lan Ngọc thì quá là tuyệt vời, vừa có visual, vừa hát được, vừa nhảy được. Và vừa là một người mà có tính cách rất là dễ thương và có cái hào quang trên sân khấu rất là đẹp. Bài gì đây? Em về đây ạ. Chị Nga Trân. Ôi mà Ngọc nhảy đẹp lắm. Trời ơi, thấy chưa, thấy chưa? Bản thân Ngọc cũng đã nhắm là mình sẽ không vào team vocal nữa để mình có thể trải nghiệm thêm được nhiều hơn màu sắc về âm nhạc cũng như hình ảnh của mình. Người tiếp theo sẽ là Trang Pháp. Chị đi về đâu cũng vậy thôi. Về đây đi mà. Về cứu cứu chị. Hai ba. Tiếp theo sẽ là Nguyên Linh. Em ạ? Chị ơi! Đi vô đây! Còn ai tập nhảy tốt hơn em nữa chị? Vô đây mà còn! Còn ai tập nhảy tốt hơn em nữa? Vô nhảy đi chị! Phải có nhảy, có hát, có chị. Khi mà Lan Ngọc là đội trưởng thì năng lượng của Ngọc sẽ đủ để kết nối các chị em. Nhưng mà thật tâm của Linh thì Linh muốn về chung đội với Trang Pháp để cùng làm việc với Trang. Bởi vì Trang có rất là nhiều kỹ năng về âm nhạc mà Linh có thể học hỏi được. Diệp Lâm Anh. Chị Diệp Lâm Anh ơi, chị cố níu tên của chị rồi. Cố níu gì giờ này nữa, cố níu gì giờ này nữa, ai mà yêu chị đi bằng đi em. Đâu cũng là thế. Đây, 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 tặng bà cái quần Ngọc ạ. Dạ đúng rồi, đó của em đấy, em trao quà. Đây bây giờ để em tháo từng thứ một để em trao các chị được không? Trao từng thứ một nhá. Mình sẽ chuyển mục tiêu sang đội chị gái em nâng. Hay là đội này nó không cần mình, có vẻ nó lạnh lùng với mình, nó không nhiệt huyết. Bạn ấy này ơi, chơi nhạc cụ được nha, bài này rock thì chơi guitar được, chị có thể. Tiếp theo là chị đẹp Quỳnh ạ. Quỳnh Nga, mọi người ơi, sợ bất an bài. Trang ơi. Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho Diệu Nhi. Tuyệt vời, danh vọng đã đến. Như vậy là chúng ta chỉ còn lại duy nhất một bài về vũ đạo. Linh Ly. Wow. Chị ơi thì vào đây đi, tách ra một hôm đi, tách một công đi. Lớn rồi còn khóc nhè, cùng đội với Diệu Nhi. Người tiếp theo sẽ lựa chọn đội của mình, đó chính là Hương Ly. Oh, Hương Ly kìa. Tôi ôm đàn và hát đi xa cùng mẹ bạn. Hương Ly ơi, nhảy. Nổi, nổi đi. Tôi vô tình là thế, hãy quên gọi về mẹ. Ước mơ của mẹ là thấy Ly về. Xin mời Thái Trinh. Trinh, không thể nào cách xa em Nhi Đồng này được. Đi về Nhi Đồng ngay. Đấy rồi, em biết mấy đứa em à. Huyền Baby. Bên này Huyền ơi. Bên này rồi. Tôi ôm đàn và hát đi xa cùng bè bạn. Ước mơ còn là vòng quanh thế gian. Oh my god. Chúc mừng bà.
trưởng nhóm thứ ba, Hờ Hen Nhi. Trời, em đi làm lớp trưởng rồi chị Nhi. Đấu với em. Không đủ đẳng cấp với tôi. Về vocal đi em. Về vocal hả? Vocal. Thời đến rồi, thời đến rồi. Thời đến rồi em ơi. Cuốn yêu hả? Đang làm này là cuốn yêu hả? Cuốn. Ôi lúc đó Hen vui ơi là vui. Ôi mình được làm nhóm trưởng rồi. Mình không có sợ cái cảm giác là xem các chị có chọn mình hay không. Ôi chắc là làm nhóm trưởng quyền lực lắm đây, thích lắm đây. Thật sự sự lựa chọn này là xứng đáng với ba đứa em. Nhìn ba đứa em làm gì có vô cổ. Ba chọn đội bên kia. Uy tín chưa? Anh thấy là chọn bà là thấy uy tín chưa? Chị đẹp tiếp theo là Hồng Tú Quỳnh. Hồng Tú Quỳnh. Trời ơi, bà này đáng yêu, hợp với tông của mình chị ạ. Hồng Tú Quỳnh ơi, ngồi xuống nhanh lên nào. Nè nè, nhìn nè Quỳnh ơi. Người tiếp theo, Phạm Lịch. Ấy, Phạm Lịch kìa. Trời em đau đầu quá. Ta ôm đàn ngồi hát đi. Em thích bài này. Nhưng tim này thì có chị em. Nhưng mà ngày mấy ngày hôm nay thì em được kết nối với Hen rất là nhiều. Nên em luôn luôn đi theo một trái tim. Em sẽ về với Hen. Chị tôn trọng quyết định của em. Lưu Hương Giang. Chị ơi suy nghĩ làm gì nhiều, không cần phải suy nghĩ đâu. Về với em đi chị. Nhóm này như nào đấy? Tình bạn diệu kỳ. Tuyệt vời chưa? À, em ly đồ hết rồi. Không phải, em cứu, em giúp bạn em. Cái này ấy, chơi nhạc cụ được nha. Bài này rock thì chơi guitar được. Chị có thể dẫn người chơi nhưng nhạc cụ. À vậy thôi. Chị Giang ơi. Tụi nhóm nào đây? Thôi, vâng chị ơi, mình soi nổi lên chị. Soi nổi lên. Cướp người à? Chị Hương Giang, giám khảo của các cuộc thi âm nhạc. Wow, một người rất là tuyệt vời, chuyên môn đầy đủ hết rồi. Chúc mừng bà. Không còn có mình em thì em đi luôn chứ sao? Không, nãy giờ tụi em như đầu nhắm chị rồi. Ôi, lúc đó là em cảm thấy rất là hạnh phúc. Tất cả các chị đều là ca sĩ hết và nhảy đều tốt hết. Chỉ có một mình là yếu thôi. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giao Quan Show và ứng dụng Onlala.